Hello everyone, welcome back to A2Z English channel. It's time to start. What color is this? Vậy kia this là gì các bạn? Đây, is học là động từ to be là what color, có nghĩa là các bạn này? Màu gì? Ok, rồi. Đây là màu gì? What color is this? What color is this? Đây là sao? À, it's black. Sorry, it's yellow. Rồi, ok. And what color is this? Look at my hair. Nhìn vào tóc con này. What color is this? It's black. Ok, các bạn. Is it red? À, is it red? Câu hỏi với động từ to be đó các bạn. Is it red? Is it red? Câu này nghĩa gì các bạn này? Is it red? Tôi chỉ vào quyển vở màu vàng thôi các bạn. Is it red? Có phải nó là màu đỏ không? No. No, it isn't. Oh, có phải nó là màu đỏ không? Bây giờ các bạn hỏi tiếp. À, thế nó là màu gì hỏi sao? What color is this? Tôi trả lời sao? It's yellow. Ok. Rồi look at my hair. Nhìn vào tóc tôi các bạn. Is it gray? Is it gray? Is it gray? Is it gray? Là gì các bạn? Có phải nó là màu xám không? Phải không các bạn? No. No, it isn't. Không, nó không phải. I'm not old. Tôi chưa già các bạn. I'm still young. Tôi vẫn trẻ mà các bạn. Tôi hỏi tiếp cho chị vào tóc tôi hỏi. Đây là màu gì hỏi sao? What color is this? Tôi trả lời sao các bạn? It's a black. Nó là màu đen. Rồi, easy. Ok. It's very easy. Rất là dễ đấy các bạn. Rồi. Tôi lại sơ sơ bài hôm trước nữa nha. Rồi các bạn, mở ra là gì? Open. Open the book. Don't open the book. Ok. Open the book please. Đóng là gì các bạn? Close. Close your pencil case please. Ok. Rồi, đứng lên đi. Stand up. Please stand up. Câu mệnh lệnh nhớ nha. Rồi, tiếp tục nào. Ngồi xuống là gì các bạn này? À, sit down. Don't sit down. Please don't sit down. Câu mệnh lệnh phủ định. Rồi, tiếp tục nào. Nên là gì các bạn này? Up. Xuống là gì? Down. Có này các bạn này. Have. I have a notebook. Tôi có. I have a notebook. Tôi có một quyển vở. And we have a teacher, and we have a teacher, chúng ta có một thầy giáo, ok. Rồi, tiếp tục nào, xin vui lòng là gì các bạn này, please, đi nó làm sao, go, đi vào nó làm sao, come in, đi ra nó sao, go out. Rồi, tiếp tục, đi học nó làm sao, go to school, I go to school every day, tôi đi học mỗi ngày, and we go to school every day too, chúng ta cũng đi học mỗi ngày luôn. Rồi, đi làm nó sao? Go to work. Ok, I go to work every day. Rồi, tiếp tục là đi về nhà nó sao các bạn này? Go home. Rồi, we go home. We go home at 5 o'clock. Chúng tôi về nhà vào lúc 5 giờ. Ok, ví dụ vậy các bạn. Thước kẻ là gì? Ruler. Cục tẩy. Eraser. Cái hộp. Box. Ok. Động từ học là gì các bạn này? Learn. Learn English. Hãy học tiếng Anh đi. Ok. Rồi tiếp tục nào. Nhìn. Look. Nhìn vào bảng. Look at the board. Ok. Lấy ra. Take out. Take out your pencil. Please. Ok. Lấy cầm. Take. Take the ruler. Cầm cái thước kẻ lên. Cất đi. Put away. Ok. Đặt để. Put. Put the money on the table. Đặt tiền lên bàn nha. Tiếp tục nào. Ở trong là gì? In, ở ngoài, out. Ok, rồi. Đấy. Vậy là ôn xong rồi các bạn nhé. Giờ chúng ta bắt đầu học xong bài mới. Bài mới hôm nay chúng ta học về các cái thành viên trong gia đình. Rồi, vậy gia đình là gì các bạn? Gia đình là gì các bạn này? Family. 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 I have a family. Tôi có một gia đình. And you have a family. Ok, bạn có một gia đình. Ok. Rồi. Family. À, thành viên là gì các bạn này? Member. 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 Thành viên.
Rồi. Cái này là gia đình, family, family, gia đình. Rồi, vậy thành viên gia đình nữa sao các bạn này? Family member. Ok. Thành viên gia đình. Thành viên gia đình. Ok. Rồi. Người đầu tiên to nhất trong nhà là ai các bạn? Mom. Mom là gì các bạn này? Easy. Mẹ. Ngoài ra người ta sử dụng chữ khác nữa. Mother. 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 The. Cái học đầu tiên này dễ này. Mom. Ok. Cái thứ hai là hơi khó hơn một chút. Mother. Mẹ. À còn hai từ nữa cũng là mẹ nữa. Mommy và mommy. Ok. Rồi, nỡ là chơi luôn các bạn. Nỡ nói rồi, nói luôn. Mommy, mommy, mommy cũng là mẹ luôn. Ok. Hoặc từ nữa cũng là mẹ luôn. Mommy, mommy, mommy. Đúng kiểu má mì các bạn. Mommy, mommy. Có này, mommy. Đúng kiểu má mì á, ok. Mommy, mommy, ok. Bốn chữ mẹ. Rồi bố, bố này. Bố. À, dad. Dad. Bố. Hoặc là cũng thể nói là daddy. 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 Bố. Ok. Daddy. Bố. Ok. Good morning, daddy. Chào bố nha. Ok. Goodbye, daddy. Ok. Rồi một chữ nó khó khó hơn một chút là father. 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 Cũng là bố luôn các bạn. Father. 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 Ok, bố. À, thế thì có từ nào mà chỉ chung cả bố và má không? Ô, quên. Thế là bố má, bố mẹ chứ. Ok, nhầm, nhầm, nhầm. À, vậy chúng ta có một từ chỉ chung cả hai người luôn. Parent. 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 Nếu mà để không vậy thì là từ này có thể vừa chỉ bố hoặc là có thể chỉ mẹ. Một trong hai người thôi các bạn. Một trong hai người thôi. Parent. Parent. Còn nếu thêm S vào thì là nói là cả hai người luôn, bố má, ông quên, bố mẹ, chết nhầm. À, tại sao bố mẹ được mà bố má không được nhỉ? Ba má thì được. Cái này là gọi là collocation. À, các bạn nào có thể tìm hiểu thêm về cái này, collocation là gì? Là cái sao? Người ta quen sử dụng như thế nào rồi? Ok. Người ta ghép, người ta nói cái từ nào trong trường hợp nào, người ta đó là người bản xứ người ta quen dùng như vậy. Người ta không có sử dụng bừa bãi được. Ví dụ như là sao Việt Nam mình bố mẹ người ta quen rồi, nhưng bố má nghe đâu quen đâu các bạn, được chưa các bạn? Tiếng Anh nó cũng vậy, nó cũng có cái trường hợp như thế nha các bạn nhé. Ví dụ từ nào đi với chữ nào người ta quen sử dụng như vậy, nên các bạn cố gắng học đâu nhớ cái câu đến đó thì các bạn sử dụng, các bạn sẽ không bị vấp phải cái trường hợp là tại sao nói bố mẹ được mà bố má thì không được. Ok, cái này gọi là collocation. Ok. Rồi vậy là nếu mà không có chữ S thì cái chữ parent này nó là có thể dịch là bố hoặc mẹ, còn nếu có S đằng sau là cả hai người bố mẹ luôn. Ok. Rồi, tiếp tục nha, parents. Rồi, tiếp tục nào. Rồi đến ai nữa các bạn? À bà gì? À grandma. Grandma, grandma, bà dễ ở đúng không? Hoặc là chúng ta có thể ghép vào grand, grand ghép với chữ gì đây? Chữ mẹ nữa. Đây chữ này. Grandmother, grandmother cũng là bà luôn. Các bạn có thể đọc là grandma hoặc là grandmother, ok, là bà. Rồi tiếp tục là ông, ok, grand, grandpa, dễ không? Grandpa, ông. Hoặc các bạn có thể đọc là ghép chữ gì các bạn? Grand với chữ gì đây? Bố. À, grandfather, grandfather. Grandfather. Ra ông chưa? Rồi. Đây, có một cái từ sao các bạn? Chỉ cả bố mẹ, vậy có một từ nào chỉ cả ông và bà không? Có luôn. Chúng ta cũng ghép về các bạn. À, grand. Với chữ gì đấy? Với chữ bố mẹ, ok. Grandparent. Parent. Grandparent. Nếu không có S thì chữ grandparent này chỉ ám chỉ thôi. Ông hoặc là bà thôi. Còn nếu có S là chỉ cả hai người luôn các bạn. Ok. Ông bà anh. Ok. Đó. Ông bà.
Còn đến ai đây các bạn? À, anh em trai. Anh em trai là chữ gì đây? À, tôi ghi đây nha các bạn. Brother. 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 Vừa là anh mà vừa là em luôn. Nhưng mà nhớ sao giới tính phải gì các bạn? Nam, anh hoặc là em trai. À, dịch cả hai nghĩa đều được cả. Anh em trai. Ok. And he's my brother. À, anh ấy là anh trai của tôi, với các bạn nhìn già hơn tôi, xấu hơn tôi rồi. He's my brother, thì khi đó trường hợp đó là chữ brother thì anh trai. Nhưng mà sao một cậu sao trẻ tuổi hơn tôi, được chưa các bạn? Tôi nói he's my brother, thì các bạn dịch là gì nhỉ? Anh ấy là sao? À, em trai của tôi. Tương tự như vậy chúng ta có chữ sister. Sister, sister. Chữ này vừa có thể dịch là chị, hoặc là gì đây? Em gái, ok. Chị với em gái đều giới tính là gì các bạn này? Nữ, ok, đúng chưa các bạn? À, sister. Rồi khi các bạn học trình độ cao hơn thì chúng ta sẽ có nói cụ thể luôn. Nhưng bây giờ, cơ bản tôi nói sơ sơ vậy thôi, nhớ cái này nhá. Rồi, tiếp tục nữa, ai nữa các bạn? À, có một đứa mà to nhất nhà luôn, không ai đụng nó là gì, em bé. Đụng nó khóc liền à. À, em bé thì các bạn, baby. Baby, em bé, ok, em bé. Ok, baby. Are you a baby? Trả lời tôi đi, are you a baby? No, baby làm sao học cái này được, ok. Cái này baby học mà chóng mặt luôn. Baby học A bờ cờ thôi, vui từng giờ, ok. Baby, em bé là cơ bản. Rồi, tiếp tục, ai nữa? Ai nữa? Gia đình phải có gì? À, anh em họ là gì các bạn này? Anh em họ là gì các bạn? Cousin. Cousin. Anh em họ, ok. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ví dụ, I have 20 cousins. Tôi có 20 người anh em họ. Ok, con chú, con bác, con cậu, con cô, con gì là cơ bản. Ví dụ vậy, ok, cousin, anh em họ. Ok, and how many cousins do you have? Bạn có bao nhiêu người anh em họ? Tôi trả lời ra, I have, tôi có. Ok, rồi, anh em họ. Tiếp tục nào. Chúng ta có ai nữa các bạn? À, chú. Chú là gì? Uncle. Uncle. Chú. À, chữ này cũng gì là cậu luôn các bạn. Chú, cậu gì đây? Bác. À, bác trai. Chú, cậu, bác trai. Tất cả mấy người này giới tính đều là gì các bạn? Nam. Và cùng vai với gì? Cái bố mẹ mình được chưa? Thì mình gọi là chú, cậu, bác hay trai. Giới tính là nam hết được rồi. Thế còn gì? Cô. Chữ gì các bạn? À. Aunt. 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 Âm tờ nhẹ sau. Aunt. Aunt. Nói aunt hay chữ tờ rất nhẹ sau. Aunt. 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 Rồi. Cô. Rồi. Rì. Rồi. Bác gì đây? Bác gái. Đã chưa? Đấy. Các bạn. And these are family members. Đây là những gì? Thành viên trong gia đình đấy các bạn. Còn ai nữa không? À còn nữa. Còn ai nữa? Vợ. Chồng. Vợ là gì? Wife. 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 Vợ. I have a wife. Tôi có một người vợ. Ok. I have a wife. Tôi có vợ. Ok. Chồng. Chồng. Husband. Ok. Husband. Chết 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 không được. Husband. 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 Rồi, chồng. À, học cái từ này nhiều anh chị ở miền Nam gọi là husband. Husband là gì các bạn? Bạn miền Bắc biết không? Miền Nam là husband là gì các bạn? Hút rác. Nhưng mà không nha, chồng không phải là husband. Là husband. 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 Nghe này các bạn. Husband. Đấy các bạn, đấy, đọc cái từ người Tây Tây. Husband. Husband. Rất là nhanh các bạn. Husband. Husband, nhưng mà tôi dạy các bạn từ từ thôi. Husband, husband, husband. And do you have a husband? Bạn có chồng chưa? À, các bạn gái, girls. Husband, chồng, vợ, chồng. Anything else? Anything else? Còn gì nữa không? À, còn. Nhưng mà thôi, học đến đây thôi. Học nhiều quá, nó rối đấy các bạn. Hoa mắt, chóng mặt. Các bạn mới học, học nhiều quá, nó choáng. Choáng thật ý. Dễ gì mà nhớ được cái này cái một rồi các bạn. Rồi để mà thực hành mấy cái
Mấy cái từ này thì chúng ta có một cái câu nó cũng rất là dễ thôi. Các bé em học ở trung tâm bậc tiểu học hay là mầm non, mấy cái này học thường xuyên các bạn. Học tới học lui mấy câu này. Rồi. Cô ấy là ai? Ví dụ gặp một người giới tính là nữ nha, các bạn nhớ từ she đúng không? Rồi, từ she nó nhớ không các bạn? Không cần biết người đó là bao nhiêu tuổi, người đấy người nữ người ta là she đúng không? Gọi người ta là she. Rồi. Cô ấy là ai? Hỏi sao? Cô ấy là ai? Chúng ta có một từ để hỏi mới, ai? Who is she? Who is she? Cô ấy, she học rồi, cô ấy hay chị ấy hay bà ấy được không? Rồi, hay con ấy được không? Được luôn. Động từ to be trong trường hợp này thì là. Rồi. Các bạn nhớ hôm nay chúng ta học thêm một từ để hỏi nữa. Who, ai, 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 who, ai. Ai, who, ai. Khóc, who, các bạn, who, ai. Cô ấy là ai? Đây là loại câu gì các bạn? Câu hỏi. Từ để hỏi đứng đầu câu. Chủ từ đâu? Đây, chủ từ đây. Chủ từ S mấy? S1, động từ to be đây. Đúng cấu trúc câu hỏi, học chưa? Học rồi. Rồi, câu hỏi, động từ to be đứng trước chủ. Chủ từ, ok. Cô ấy là ai? Rồi, trả lời sao đây? À, rất đơn giản, các bạn trả lời sao? She's. Bây giờ các bạn có thể nói thẳng tên ra. She's Maria. Cô ấy tên là Mary. And she's đấy. She's Lan chẳng hạn. Ok. Hoặc các bạn có thể nói sao? Cô ấy là mẹ của tôi được không? She's my mom. Bà ấy là bà của tôi được không? Bà ấy là ai vậy? Who is she? Who is she? Who is she? Bà ấy là bà của tôi hỏi sao? Của tôi không sao? She's my grandmother. Rồi các bạn. Giọng Mỹ đọc cái này grand, grandmother nhé. Tôi nói các bạn này, các bạn. Cái chữ đây. Đây, chữ này. Grand này. Giọng Anh đọc là grand, Mỹ grand, grand, grandmother, ok? Grandpa, grandfather. Nhé các bạn. À đấy, tiếng Anh giọng Anh, tiếng Anh giọng Mỹ giống kiểu sao? Tiếng Việt giọng Bắc, giọng Nam, giọng Trung đó các bạn. Đó, đơn giản. Ok. Rồi. À cô ấy là sao? Cô giáo của bạn làm sao? She is your teacher được không? She is your teacher, ok. Rồi tương tự như vậy chữ Y này người ta cũng phải viết tắt luôn các bạn. Người ta phẩy ở đây, ok. Đọc sao? Who's, âm giờ, who's. Bình thường đọc là who nhưng phải S là who's, who's she, who's she, who's she, who's, who's she. She's Marie, she's Lan, she's my mom, she's my grandmother, she's your teacher. Tương tự như vậy các bạn sáng tạo ra. Ở trong công ty, mình nhân viên mới vô trong công ty, nhìn quay tới quay lui nhìn ai cũng thấy lạ. Gặp thấy cái bà sao to to ngồi ở giữa phòng luôn, hỏi, who's she? Cô ấy là ai vậy? She's your manager. Cô ấy là giám đốc. Này, giám đốc của bạn đó. Ok. Đây các bạn vận dụng câu này, chúng ta tìm hiểu thêm những cái từ khác nữa. Ok. Rồi, được chưa các bạn? Rồi, nhìn thấy một cô sao? Tôi nhìn thấy một cô bên cạnh nữa. Who's she? Cô là ai vậy? She's a secretary. Cô là thư ký đó. Được chưa các bạn? Rồi. Các anh chị đi làm rồi thì tìm hiểu thêm nhé các bạn. Rồi tiếp tục, đây là câu hỏi thứ nhất, một người giới tính là sao? Một người giới tính là nữ, thế một người giới tính là nam chúng ta hỏi sao? Ok. Who? Who is he? Who is he? Who is he? Anh ấy học rồi. Anh ấy là ai? Dễ không? Câu hỏi động từ to be đứng trước chủ từ được chưa? Từ để hỏi đứng đầu câu. Rồi trước giờ chúng ta học những từ để hỏi nào rồi các bạn? Học những từ nào rồi? What's your name, tên của bạn là gì? Từ để hỏi what là cái gì. Rồi thứ hai, how do you spell your name, đánh vần tên của bạn như thế nào? Cái gì, từ hỏi thứ hai là như thế nào. How are you, bạn như thế nào, bạn có khỏe không? How are you, how như thế nào. Rồi bao nhiêu tuổi, từ để hỏi bao nhiêu tuổi hỏi sao? How old,
Bạn bao nhiêu tuổi? How old are you? Ok, được chưa? Còn từ để hỏi, còn cái từ để hỏi nào nữa? À, where. 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 Âm ờ rất nhẹ nha, không biết cái mic nó có thu được không? Where, 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 where. Where, where, where. Ở đâu? Where are you from? Bạn quê ở? Ở đâu? Nan man chạy sang mãi cần cả America, the USA chạy sang mãi tận Mỹ được các bạn. Rồi, quay về Việt Nam này các bạn. Who is anh ấy là ai? Tôi trả lời sao? Ví dụ mình có thể nói hẳn tên được không? À, he is. Yeah. Tôi thích ghi vậy, tôi ghi tắt được không? Không đọc he is, đọc sao các bạn? He is, tắt đi. À, tiếng Anh người ta hay nói tắt. He is. Biết sao? À, he's Tony. À, anh ấy là Tony được không? À, he's đấy. He's Nam được không? Anh ấy là Nam được không? Được không các bạn? Thôi, tương tự như vậy. Rồi, để nói sao? À, he's my brother. Anh ấy là sao? Chú của tôi là he's my brother. Tương tự như vậy. He's my uncle. À, sorry. He's my brother. Anh ấy là sao? Anh trai của tôi đấy. He's my uncle. Anh ấy là chú của tôi. Tương tự như vậy. Bịa ra. He's your father. He's your father. Anh ấy là bố của bạn. Được không các bạn? Ok. Rồi. Ai sáng tạo tôi cơ này là học động từ to be rồi, sáng tạo đi. Bây giờ không hỏi cô ấy là ai, anh ấy là ai nữa. Có một đám đang đứng kia kìa, hỏi họ là ai, hỏi làm sao? Họ là ai? Họ là ai, hỏi làm sao? Who are they? Được không? Được không các bạn? Who are they? Who are they? Chủ từ they là gì? Họ. Động từ to be là chủ từ S mấy? S2. Được chưa? Rồi trả lời sao đây? Ví dụ they are. They are. Ví dụ họ là gì đấy? Họ là Nam và sao? Và Tuấn làm sao? They are Nam. They are Nam and Tuấn. Được không các bạn? Được không? Được không? Easy. Dễ không? Rồi sáng tạo ra được không? Ok. Rồi. À, có một câu nữa. Người ta cũng rất là hay xài với này cái mấy cái này. Ai đây? Ai đây? À, đúng không? Ai đây? Người Việt Nam hay nói không? Đây này. À, mình học rồi. What color is this? Đây là màu gì? À, chúng ta có một trường hợp nữa. Đây là ai? Who is this? Đây là ai? Chữ this học rồi. Đây là ai? Dễ không? À, các bạn, who is she có thể sao? Người đó giới tính là nữ, mình dùng câu này. Còn who is he, người đó giới tính là nam, mình hỏi câu này. Còn, cái câu này, không cần phân biệt nam, nữ gì. Ai đây? Who is this? Nam, nữ, xài tất. Một người, ok các bạn. À, nếu người đó là nữ, mình nói là sao? She. She is, ví dụ sao? She's my sister. Cô ấy là sao? Chị của tôi. Nếu người đó giới tính là nam, các bạn trả lời sao? He's your student. Anh ấy là học sinh của bạn đó. Trời ơi, thầy giáo gì học sinh không biết đi hỏi người ta. He's your student. Ok. Được chưa các bạn? Rồi, sáng tạo lên cho các bạn. Dựa vào kiến thức đã học. À, về động từ to be. Ok, thì hiện tại đơn động từ to be. À, kết hợp với những cái từ để hỏi này nữa. Rồi. Và những cái từ mới này nữa, các bạn có thể sáng tạo thêm nhiều trường hợp khác nha. Listen and repeat. Lắng nghe, đọc lại. Look at the ball. Nhìn lên bảng nào. Ok. Don't play games. Đừng chơi trò chơi nữa. Look at the ball. Hãy nhìn lên bảng. Ok. Don't look out. Đừng nhìn ra ngoài. À, tôi thực hành một chút chút bài trước các bạn. Rồi. Listen and repeat. Who is she? Who is she? Nhanh nha. Who is she? Rồi, đọc tắt. Who's she? Who's she? Rồi. She's Maria. She's Marie. She's Lan. She's my mom. She's my grandmother. She's your teacher. Who is he? Who is he? Rồi, đọc tắt luôn. Who's he?
À, âm giờ nhẹ sao các bạn? Đọc tắt luôn, phẩy nha, phẩy S đâu. À, thực thì tắt luôn cho các bạn. Who's he? Who's he? Who's he? He's Tony. He's Nam. He's my brother. He's your father. Who are they? Who are they? They are Nam and Tuấn. Đọc tắt được không? They are, đọc tắt gì các bạn này? There. They are Nam and Tuấn. Ok. Who is this? Ok. Who is this? Who is this? Đọc tắt đi. Người ta đọc tắt cho nhanh các bạn. Who's, âm giờ. Who's this? Đấy. Yeah. Who's this? She's my sister. She's my sister. And he's your student. Ok. Ở đấy các bạn thấy mấy cái bé mà đi học ở trung tâm cấp 1 ấy. Đấy. Người ta hay hỏi mấy câu này để quay lên trên YouTube đó các bạn đấy. Đấy những trình độ cơ bản. Các bạn phải biết mấy cái này. Các bé học phải biết mấy cái này. Rất là cơ bản nhé. Anh chị nào con mình chưa nắm cái này thì cần phải sao cho các cháu thực hành cái này thêm nha. Mấy câu này nó dễ cơ bản. Rồi, I think we stop here. Stop here. Đây các bạn nhé. See you next time.